Rồi, chào cả nhà nhá. Hôm nay thì Kiên đi dịp đi qua cái chỗ vòng xoay Phú Lâm này. Thì nhân tiện nó đói bụng quá lại đây mua bắp. Thì cái quán bắp thì ăn rồi, ăn bắp ở đây ăn rất là ngon quý vị ơi. Tiện thể quay lại chia sẻ quý vị này, quý vị đi qua cái vòng xoay này thì lại đây ghé ủng hộ chị nhá. Bắp. Bắp rất là tươi mà bẻ cái là ăn liền luôn. Đây. Hai cái sâu bắp này quý vị thấy không? Bắp trái nào cho nấy rất là bự luôn. Vừa bự lại vừa ngon này. À đây bắp Như Ý này. Đấy nha, quý vị nhớ nha, đến cái vòng ngay vòng xoay Phú Lâm nha. À, có bắp Như Ý, xe bắp Như Ý nha. Quý vị đi qua đây thì ghé ủng hộ chị. Đây chị đang bán bắp đây, chị mới ăn một trái no quá trời luôn. 10 ngàn một trái thôi, vừa rẻ lại vừa ngon. Đấy. Nấu tại chỗ, bán tại chỗ luôn. Bán tại chỗ luôn, bốc tại chỗ luôn. Đây thì bán rất là chạy này. Cho khám nghiệm quá trời luôn. Có gì quá chất là bắt tại chỗ luôn. Dạ. Ăn một cái mà no bụng luôn. Làm thêm chai nước bắp này. Nước này nước luộc bắp này, ngọt quá trời luôn. Chị bán từ 2 giờ chiều gì? Chị bán từ 7 giờ sáng. 7 giờ sáng, 12 giờ đêm luôn. À bán từ sáng đến đêm. Một... sáng năm rồi. Tối trưa trưa ở đây nắng mà chị vẫn bán à? Dạ chị vẫn đứng đây bán. À và nắng vẫn đứng đây bán luôn. Chị bán này 18 năm là gần 19 năm rồi nha quý vị ơi. Bắp Như Ý nha. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không dùng bất cứ hóa chất nào ấy. Đây chị bán đây 18 19 năm rồi nha quý vị. Như này là có bàn thờ thờ ông Địa này. Đây. Nguyên một cái xe bắp chà bá lửa luôn. Thì mới ăn một cái bắp đỏ này, luộc này ăn rất là ngọt. Cái này bắp tươi á, bà vừa bẻ lên là ta giao rồi. Bắp tươi bẻ lên bà giao. Vừa bẻ lên cắt mấy tiếng mà giao cái hạt bắp sống là nó ngọt giống như đường vậy đó. Ờ đây. Em thử đi. Đây anh em này ăn bắp sống luôn. Em cắn thử đi. Đúng rồi, bắp nói là ngọt. Nó ngọt lắm. Chứ không phải là bán mà để đồ quá chất đó, chỉ để trên bảng. Nếu mà dạ. Có dùng quá chất là bắt tại chỗ luôn. Dạ. Bắp này với anh rất là ngon. Làm nó sàn quen chứ không dạ. Này hai mẹ con chị bán ở đây đến 12 giờ đêm nhá. Quý vị đi qua thì ủng hộ bắp nha. Bắp đây đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm, ăn rất là ngon. Bắp trắng này là 8.000 này. Còn bắp đỏ là 10.000 nha quý vị. Đây. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết của chị khai trương ngày đầu tiên. Chị bán khoảng 500 cái không? Nếu mà vô mùa mưa dạ. Chị bán một ngày khoảng vừa bỉ vừa tiếp là cũng thiên bắp á. Dạ. Còn mà mùa nắng như vậy á, mà công an đồ không có đuổi á, nếu mà công an đuổi chiều thì chị bán ngày cỡ vừa bỉ vừa tiếp 600. 600 cái. Dạ. Còn mà công an đuổi á thì dạ, đuổi thì bán ít hơn. Dạ dạ. Tại vì mình bán ở lòng lề đường mà cưng. Đúng rồi, cảm ơn chị. Dạ. Đúng rồi, em chia sẻ lên cho mọi người đến đây có đi qua đây ghé ủng hộ. Ở đây thì công an đuổi dữ lắm em ơi. Dạ. Tại vì cái cuộc sống mà chị đúng rồi. Ăn học quá, dạ. Cha mẹ rồi của con ăn học mình phải. Dạ. Ai cũng vậy thôi chị. Dạ. Tại mình lấn chiếm mà mình. Đúng rồi. Sống. Mấy chú du di thì dễ sống, mấy chú làm căn á, chứ năm rồi đủ dữ lắm, khó bán. Dạ, năm rồi ta dẹp lòng lề đường á. Năm rồi bán không được luôn á em, đang có đuổi nó giống như rồi đó. Không biết đâu. Nhớ luộc bắp mà quý vị, rất là ngọt nha. Ai cuộc sống chị bán này là 18 năm, năm nay đó là 19 năm, lúc con chị 8 tháng mà năm nay nó chuẩn bị vô đại học. À đấy, nuôi bé mà từ lúc mới sinh ra vào đại học luôn. Bé này bé thứ mấy nhà chị?
nhỏ này là con của chị đó, con chị con trai đó đi. À, đừng con gái chị chứ. Con gái chị mới có 3 tuổi. Dạ. Đây. Đây. Bà năm ba, mười hai ba, bà chơi với bà năm. Đâu có biết. Chưa biết. Cái ai bà chưa không? Để em hỏi bà đã. Thôi đừng hỏi bà má ơi, nào cho mình chơi má ơi. Không có em hỏi đã cùng vô dành cho chị vô. Tại vì cuộc sống rồi nó chú mình bán ở lòng lề đường mình phải chấp nhận, em hiểu không? Dạ dạ. Người ta vui gì thì mình dễ sống. Lát lấy em chạy nữa nha. Bắp dạ. Ngon quá, ủng hộ hết mình luôn. Nói tốt giùm nghe em để chết chị. Toàn nãy giờ toàn nói tốt không mà chị tốt không à? Không, chị bán là chị cho bán thực tế không à? Dạ, dạ. Tại vì em biết sao không? Mình bán giá cả nó hợp lý với nhau. Lấy em cái mà em để đó. anh chơi chế gì để nguyên nguyên vỏ nha. Rồi. Hay là để nguyên. Dạ, anh bắp ba, bắp đen, bắp mỹ. Anh bắp mỹ thôi, bắp này bắp ngọt. Rồi. Bắp bắp mỹ, bắp này ngọt quá trời. Chị lấy thôi. Em lúc thấy nhà báo đồ loại sọ lắm á. Đúng rồi. Em quay cho người nước ngoài, các cô chú anh chị nước ngoài, bên nước ngoài á. Dạ. Chia sẻ với mọi người cuộc sống Sài Gòn. Dạ. À, treo đây tí nữa em đói em ăn tiếp. Này không sợ hóa chất, anh đảm bảo. Không, chị để bạn cho thử luôn mà khám nghiệm tại chỗ luôn á. Dạ. Cái này là cái chén cơm của mình rồi. Đúng rồi, mình làm ăn nó gọi là nó kêu cái tâm. Á, em biết không? Người ta làm thì bị ảnh hưởng chứ đó. Dạ. Chị bị ảnh hưởng nhưng mà biết sao không? Tại vì cái nghề của mình làm đàng hoàng mình không sợ. Đúng rồi, mình làm đàng hoàng thì Dạ có thầy chị Mai bán giùm em chai sữa bắp gì mà. Nó bán là nước luộc bắp, nước sữa bắp luôn. Cái nhiều người á cũng như khách quen thì người ta không có sợ, nhưng mà khách lạ người ta sợ cái gì phải để cái bảng lên để cho người ta đọc. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Tại người ta ăn một lần sau mà người ta thấy ngon người ta ăn nữa. Có khách lại chị bút nước chị cho thử luôn bán cái này. Dạ. À, thôi nghe nè. Đố quá bán lấy thầy 5.000 thôi chị. Mọi ngày chị. Cái này về uống nước. Thôi tại em ở cơ quan em không nấu được. Nếu mà nấu bữa nào qua đây đi qua đây xin. Em nấu được thì chị tặng. Dạ. Chị thích bán cái nghề này lắm luôn. Dạ dạ. Mình làm nó thoải mái. Mình bán biết làm bán thôi từ khổ nhưng mà nó lương thiện. Dạ. Mua ăn một trái là mua một trái mang về nha quý vị ơi, rất là ngon. Chị tặng cho em á. Không, trả tiền đâu mà. Thôi chị tặng cho em á. Đầu năm có người tặng bắp rồi hơn lắm đó nha. Đầu năm rồi. Thiệt luôn á. Dạ em cảm ơn chị. Chị lì xì cho em. Dạ. Đầu năm mà được đi ăn bắp lại còn được lì xì bắp nữa, rất là tuyệt vời. Chị rất là dễ thương nha quý vị. Quý vị nhớ đi qua đây ủng hộ chị nhá. Đây là cái vòng xoay Phú Lâm nè quý vị. Phú Lâm nè. Bán ngay cái vòng xoay Phú Lâm luôn. Thì có đi qua đây thì ghé ủng hộ bắp chị nha. Bắp rất là ngon. Đây này là trái bắp nha. Năm phẩy hai nếp hả? Năm trắng không? Năm này năm kia luôn đấy hả? Năm trắng. Dạ dạ dạ. Rồi rồi rồi. Ôi trái tất cả. 70 cô bắt xong. Dạ không, có không bán được. Bắt mắt lắm cô ơi. Rồi rồi. Ở đây là con nấu đảm bảo với cô ăn đàng hoàng, không dùng quá chất đồ đâu. Cho khám nghiệm luôn á.
bán rất là dễ thương. Đầu ăn đi bắt nhẹ nhẹ ăn là chắc chắn đi bắt luôn. Rồi, xin kính chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha. Xin trân trọng kính chào. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like, comment và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nha quý vị ơi. Xin chào quý vị nha.